Xin chào mọi người nha. Hôm nay em sẽ hướng dẫn mọi người cách ươm hạt dưa lê này, mướp đắng khổng lồ này, dâu tây, hương thảo. Và em ươm một túi hạt mướp siêu dài này để em trồng. Chuẩn bị này, giấy đan lăng của bọn trẻ em này, mướp dưa lê siêu ngọt hàng Thái Lan. Đây các bạn này, một túi của nó được tương đây hạt này, 2, 4, 6, 8, 10, 12 hạt, vẫn như mọi khi thôi. Đây mình đổ ra cái giấy này, đây gấp cái giấy vào như này, cho vào đây, đổ nước vào, nước ấm ấm thôi, không cần nước nóng nữa, đổ cho nó ướt hết cái giấy đấy, thế là được. Để đấy ngâm khoảng 6 tiếng xong sau đó mình lại đem đi mình ủ nhé. Dâu tây này, đây dâu tây này được có 5 hạt thôi nha. 2, 4, 5. Cái hạt nó nhỏ này mình không cần ngâm đâu. Các bác, cái hạt dâu tây này không cần ngâm nhé. Mình làm đất rồi mình trồng luôn nhé. Làm đất vào cái bầu nhỏ nhỏ thôi, xong là mình gieo luôn vào đấy. Bây giờ có cây thì mình đánh ra trồng sau. Hương thảo, hạt hương thảo này. Hạt hương thảo này như thế nhé. Các bác làm đất tơi lên xong là mình gieo luôn, không phải ngâm. Hạt mướp, mướp hương siêu dài, mướp hương siêu dài. Đấy, một túi của nó được tung lên hạt này. Vẫn còn nữa chứ. Đấy, một túi của nó được nhiều hạt hết đấy các bạn. Đấy, cái hạt hạt mướp này thì mình ngâm 6-8 tiếng nhé. Ngâm nâu nâu một tiếng được, thì hạt mướp nó nâu nảy mầm lắm. Ngâm 6-8 tiếng xong là sau đó là mình không cần ủ cũng được, thì mình cho vào một cái, mình làm một cái bầu đất xong mình cho vào đấy, mình lấp đất lên, mình tưới nước hàng ngày, giữ ẩm nhé. Riêng cái hạt mướp này phải giữ ẩm nhiều thì nó mới nhanh nảy mầm. Mướp đắng khổng lồ không dai. Đây, cái hạt mướp đắng này. Đây một túi được tương đây. Cái này thì nó cứng này, lấy cái này bấm.